chị em ơi, sao nay từ mai đã là rằm, ai muốn ăn oản thời năng lên chùa đấy chị em. Thế các già lên chùa từ bao giờ nhỉ? 14 rằm. Thế mà màu tối mang tiếng lẳng lơ, đò đưa căm gió. Tôi lên chùa từ 13 chị em ơi, sao tôi lên chùa Tiên Cung A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, mô Phật. Bạch nhà sư trong ấy cho chú Tiểu ra nhận lễ để cho tôi còn về nào. Phật chào cô lên chùa. Mô Phật. Khấn nguyện thập phương kinh trình tam bảo, lòng người có đạo đem của cung triển, chấm nên cung biên một đồng tuy vân bạc lễ đăng kiên thành tông. Phật tổ sáng năm quỳ thần chứng chiếu, A Di Đà Phật. Tôi đã đèn nhang xong, mời cô vào lễ Phật. Mô Phật. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngân đến ấy, lông mày nét ngang đấy thầy Tiểu ơi, đến ở mấy đây chùa này. Này thầy Tiểu ơi, thầy như táo dụng sân đình mà em như gái giờ đây ấy, đi rình của chúa đấy thầy Tiểu ơi, táo dụng ấy ngay đình. Thầy Tiểu Như này ta có mỗi một mình tao đây là chín chắn nhất nhà thôi đấy. Dơ lắm. Mặc kệ tao. Thầy Tiểu ơi, ra đây anh vẽ em một miếng trầu rồi bỏ mõ đấy em gõ cho nào. Này thầy Tiểu ơi, cau non tiện trũm lòng đào mà trầu tem cánh phượng đây. Ấy thiếp chàng cho chàng đấy thầy Tiểu ơi, tiên trùm thấy mây đào thế mà lòng đào ý quả. Thì Phật này. Này thầy Tiểu ơi, bỏ em đứng trước cửa chùa, em gọi thầy Tiểu chả thưa em buồn đấy thầy Tiểu ơi. Phải rồi, tôi nghĩ ra rồi. Châu ta thời ăn cỏ đồng ta, ai lại mang thóc ra cho gà người bới. Nhà tôi có anh Nô làm người ở. Tôi mà về phép này thì Nô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Cái gì thế?